biết vợ em muốn gì và thích gì. Vợ em thích thôi là được. Cùng vợ em thích là được. Cô thì bố khó chịu. Em thì bố mới biết là cảm giác của bố khó chịu lắm. Bố bước vào xong bắt đầu đã nghĩ rằng bố mua gì đấy? Mua cái gì? xem Việt Nam à? Mua rau gì đây? Mua rau muống này, mua rau cải này. Đây. Giấu gì sau lưng? Bác Sô à?